Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không tăng không giảm và không chấp thủ, không trụ trước những điều trong đó, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thấy tánh bình đẳng đối với tất cả pháp và không chấp trước những điều trong đó. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thấy tánh bình đẳng đối với các loài hữu tình và không chấp trước những điều trong đó? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với các hữu tình không tăng không giảm và không chấp thủ không trụ trước những điều trong đó, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thấy tánh bình đẳng đối với các loài hữu tình và không chấp trước những điều trong đó. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thông suốt rốt ráo đối với pháp chân thật nghĩa lý và không chấp trước những điều trong đó? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp chân thật nghĩa lý tùy thật thông đạt mà không có chỗ thông đạt, không chấp thủ không trụ trước những điều trong đó, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thông suốt rốt ráo đối với pháp chân thật nghĩa lý và không chấp trước những điều trong đó. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn trí nhẫn vô sanh? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nhẫn nhục với tất cả pháp không sanh không diệt, không tạo không tác và biết rõ danh sắc hoàn toàn không sanh, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn trí nhẫn vô sanh. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thuyết tất cả pháp nhất tướng lý thú? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không hành hai tướng, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thuyết tất cả pháp nhất tướng lý thú. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn diệt trừ phân biệt? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không có sự phân biệt, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn diệt trừ phân biệt. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa các tưởng? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát thường được xa lìa tất cả tưởng nhỏ, tưởng lớn và vô lượng tưởng, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa các tưởng. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa các sự thấy? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát xa lìa các sự thấy của thanh văn độc giác vân vân, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa các sự thấy. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa phiền não? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát xả bỏ tất cả sự liên tục của các tập khí phiền não hữu lậu, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn xa lìa phiền não. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn khéo léo thực hành pháp chỉ quán? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết tướng, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn khéo léo thực hành pháp chỉ quán. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn điều phục tâm tánh? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở trong ba cõi mà không đắm trước, không lạc thú, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn điều phục tâm tánh. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tâm tánh tịch tĩnh? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nhiếp phục sáu căn, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tâm tánh tịch tĩnh. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tánh vô ngại trí? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu hành chứng đắc Phật nhãn đối với tất cả pháp quyết định rõ ràng không chướng ngại, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tánh vô ngại trí. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn không bị ái nhiễm? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát đối với lục xứ xả bỏ hoàn toàn, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn không ái nhiễm bất cứ điều gì. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên tùy tâm ý muốn đến các cõi chư Phật và hiện thân trong hội chúng của chư Phật? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu hành đạt được thần thông thù thắng đến các cõi Phật để phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn và thỉnh truyền Pháp Luân làm lợi ích cho tất cả, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên tùy tâm ý muốn đến các cõi chư Phật và hiện thân trong hội chúng của chư Phật. Thiện hiện nên biết khi chư Đại Bồ Tát an trụ ở địa thứ bảy thì thường nên xa lìa 20 pháp trước và nên viên mãn 20 pháp sau. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn ngộ nhập tâm hành tất cả hữu tình? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nhất tâm cùng với trí như thật biết khắp hành tướng sai biệt tâm và tâm sở của tất cả hữu tình, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn ngộ nhập tâm hành tất cả hữu tình.
Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát? Thường nên viên mãn du hí thần thông. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường du hí các loại thần thông tự tại, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, vì để thân cận cúng dường chư Phật chứ không sanh vọng tưởng ở cõi Phật, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn du hí thần thông. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát? Thường nên viên mãn thấy các cõi Phật, và theo chỗ đã thấy mà tự trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ trong một cõi Phật, thì có thể thấy mười phương vô biên cõi Phật, cũng có thể thị hiện nhưng thường không sanh ý tưởng ở cõi Phật. Lại vì thành thục các hữu tình, cho nên thị hiện chuyển luân vương ở khắp tam thiên đại thiên thế giới để tự trang nghiêm, và có thể xả bỏ mà không chấp trước, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thấy các cõi Phật, và theo chỗ đã thấy mà tự trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn đối với thân Như Lai quán sát như thật. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát vì muốn lợi ích các hữu tình, cho nên đối với nghĩa lý các pháp như thật phân biệt, như vậy gọi là vì pháp phụng sự cúng dường chư Phật, chân thật quán sát pháp thân chư Phật, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn và đối với thân Như Lai quán sát như thật. Hiện hiện nên biết, khi Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 8, thì đối với bốn pháp này thường nên viên mãn. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trí căn hơn kém? Hiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ trong mười phương Phật, như thật biết rõ các căn hơn kém của tất cả hữu tình, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trí căn hơn kém. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện để trang nghiêm thanh tịnh tâm hành của tất cả hữu tình và không bị chấp trước, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn các định số nhập đẳng trì như huyễn? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ định đẳng trì này, tuy có thể thành tựu tất cả sự nghiệp mà tâm không dao động đối với các pháp, lại tu rất thành thục một đẳng trì nên không cần tạo ra hạnh mà luôn hiện tiền, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn các định số nhập đẳng trì như huyễn. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tùy theo căn lành thuần thục của các hữu tình mà tự nguyện thị hiện vào trong các cõi để hóa sanh? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát vì muốn thành thục thiện căn thù thắng của các hữu tình theo chỗ thích nghi để thị hiện thọ sanh vào trong các cõi, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tùy theo căn lành thuần thục của các hữu tình mà tự nguyện thị hiện vào trong các cõi để hóa sanh. Thiện hiện nên biết, khi các Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 9 thì đối với bốn pháp này thường nên viên mãn. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên tùy theo đại nguyện mà nhiếp thọ vô biên xứ và theo sở nguyện của chúng sanh mà giúp họ chứng đắc? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát vì tu sáu pháp Ba La Mật Đa đã viên mãn, hoặc vì trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, hoặc vì thành thục các loại hữu tình, tùy tâm nguyện mà làm viên mãn không thiếu sót, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn tùy theo đại nguyện mà nhiếp thọ vô biên xứ và theo sở nguyện của chúng sanh mà giúp họ chứng đắc. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên tùy theo các loại âm thanh, trí tuệ khác nhau của các loài trời, rồng, quỷ thần, người chẳng phải người mà thuyết pháp? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu tập thủ thắng từ vô ngại giải, kéo biết âm thanh ngôn ngữ khác nhau của hữu tình, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên tùy theo các loại âm thanh trí tuệ khác nhau của các loài trời, rồng, quỷ thần, người chẳng phải người mà thuyết pháp. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thuyết pháp biện tài vô ngại? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu tập thù thắng biện tài vô ngại giải, thì các hữu tình diễn thuyết vô tận, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thuyết pháp biện tài vô ngại. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn nhập thai đầy đủ? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tùy thực sự hóa sanh khắp tất cả chỗ, nhưng chỉ vì lợi ích cho hữu tình mà thị hiện nhập thai, trong quá trình nhập thai đều thị hiện đầy đủ các điều thù thắng, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn nhập thai đầy đủ. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn xuất thai đầy đủ?
thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát trong khi xuất thai thị hiện các điều hy hữu, thù thắng, làm cho các hữu tình thấy đều hoan hỷ, được lợi ích lớn, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn xuất thai đầy đủ. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sanh trong gia tộc cao quý? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường sanh trong đại tộc Sát Đế Lợi hoặc đại tộc Bà La Môn, chỗ bẩm thọ cha mẹ không thể chê trách, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sanh trong gia tộc cao quý. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn chủng tánh đầy đủ? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường sanh trong dòng họ của Đại Bồ Tát thời quá khứ, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn chủng tánh đầy đủ. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chỉ cùng thuần nhất vô lượng vô số chúng Đại Bồ Tát làm quyến thuộc, ngoài ra không xen tạp các hàng khác, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sanh thân hoàn hảo? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi mới sanh ra, thân đầy đủ các tướng tốt, phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp vô biên các thế giới chư Phật, đồng thời khiến các thế giới kia biến động sáu cách, các hữu tình thấy đều lợi lạc an vui, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sanh thân hoàn hảo. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi xuất gia, thì vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước chúng vây quanh trước sau, tôn trọng, khen ngợi, khi đến đạo tràng cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, tay cầm bình bát, làm thầy dẫn đường cho vô lượng vô biên hữu tình bằng giáo lý tam thừa, cho đến lúc viên tịch, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ Đề đầy đủ? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát căn lành thù thắng, nguyện lực rộng lớn, cảm ứng được cội Đại Bồ Đề như vậy, thân cây bằng ngọc lưu ly, gốc bằng vàng ròng, nhánh lá hoa quả, đều dùng bảy báu thượng diệu làm thành, cội ấy cao rộng phủ khắp 3.000 đại thiên cõi Phật, ánh sáng tỏa khắp hằng hà xa cõi Phật ở 10 phương thế giới, các loài hữu tình trông thấy đều được lợi ích, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ Đề đầy đủ. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thành tựu tất cả công đức? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ tư lương phước tuệ thù thắng, lại thành thụ các hữu tình và làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thành tựu tất cả công đức. Thiện hiện, nên biết khi Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 10, thường nên viên mãn 12 pháp này. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi đã an trụ địa thứ 10 rồi, đối với việc tu hành thắng pháp của các địa trước đều được viên mãn, đồng với các đức Như Lai tuyên thuyết không khác? Thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này đã viên mãn bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đã viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đã viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đã viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đã viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, đã viên mãn tám giải thoát, chín định thứ đệ, đã viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Điện, đã viên mãn năm vạn mắt, sáu phép thần thông, đã viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đầy đủ tất cả trí nhất thiết tướng, lại luôn luôn đoạn trừ sự tương tục của tất cả phiền não tập khí, liền được an trụ Phật địa. Do đó nên nói Đại Bồ Tát đã an trụ ở địa thứ 10, đối với việc tu hành thắng pháp ở các địa trước đều được viên mãn, cùng với chư Như Lai tuyên thuyết không khác. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát an trụ ở địa thứ 10, hướng đến Như Lai địa như thế nào? Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo thực hành 6 Ba La Mật Đa, tu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 37 pháp Bồ Đề phần, cho đến 18 pháp Phật bất cộng,
đầy đủ tất cả trí nhất thiết tướng, vượt qua tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, đi dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa và bồ tát địa, lại đoạn trừ hẳn sự tương tục tất cả phiền não tập khí, điển thành Như Lai ứng chánh đẳng giác và an trụ Như Lai điện. Thiện hiện đại bồ tát như vậy là an trụ ở địa thứ 10 hướng đến Như Lai địa. Như vậy thiện hiện nên biết đó là các đại bồ tát phát tâm hướng đến đại thừa. Lại nữa thiện hiện, ông có thể hỏi tiếp như vậy: đại thừa từ đâu ra và đến an trụ ở đâu? Thiện hiện nên biết đại thừa từ trong tam giới ra và đến an trụ trong trí nhất thiết trí. Lại dùng pháp môn bất nhị làm phương tiện cho nên không xuất cũng không trụ. Vì sao? Vì nếu đại thừa hoặc trí nhất thiết trí hai pháp như vậy không hợp cũng không tan, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều đồng một tướng gọi là vô tướng. Pháp của vô tướng không xuất không trụ. Vì sao? Vì pháp vô tướng chẳng phải đã xuất đã trụ, chẳng phải sẽ xuất sẽ trụ, chẳng phải đang xuất đang trụ. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn trần như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều không có thể ra ngoài tam giới, cũng không có thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì chân như tự tánh chân như là không, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tự tánh cảnh giới bất tư nghỉ là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịnh lự, cảnh giới vô sanh, cảnh giới vô diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì cảnh giới đoạn tự tánh của cảnh giới đoạn là không, cho đến cảnh giới vô vi tự tánh cảnh giới vô vi là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn sắc không cho đến thức không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì sắc không cho đến thức không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc không tự tánh sắc không là không, cho đến thức không tự tánh thức không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhãn xứ không cho đến ý xứ không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhãn xứ không cho đến ý xứ không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhãn xứ không tự tánh nhãn xứ không là không, cho đến ý xứ không tự tánh ý xứ không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn sắc xứ không cho đến pháp xứ không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì sắc xứ không cho đến pháp xứ không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc xứ không tự tánh sắc xứ không là không, cho đến pháp xứ không tự tánh pháp xứ không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhãn giới không cho đến ý giới không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhãn giới không cho đến ý giới không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhãn giới không tự tánh nhãn giới không là không, cho đến ý giới không tự tánh ý giới không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn sắc giới không cho đến pháp giới không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì sắc giới không cho đến pháp giới không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc giới không tự tánh sắc giới không là không, cho đến pháp giới không tự tánh pháp giới không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao?
Vì nhãn thức giới không, tự tánh nhãn thức giới không là không, cho đến ý thức giới không, tự tánh ý thức giới không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhãn xúc không, cho đến ý xúc không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhãn xúc không cho đến ý xúc không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhãn xúc không, tự tánh nhãn xúc không là không, cho đến ý xúc không, tự tánh ý xúc không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không là không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn địa giới không cho đến thức giới không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì địa giới không cho đến thức giới không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì địa giới không, tự tánh địa giới không là không, cho đến thức giới không, tự tánh thức giới không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhân duyên không, tự tánh nhân duyên không là không, cho đến tăng thượng duyên không, tự tánh tăng thượng duyên không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn vô minh không cho đến lão tử không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì vô minh không cho đến lão tử không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì vô minh không, tự tánh vô minh không là không, cho đến lão tử không, tự tánh lão tử không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn cảnh trong mộng, chuyện huyễn hoặc, tiếng vang, hình bóng, ánh sáng, quáng nắng, hoa đốm giữa hư không, thành tầm hương, việc biến hóa, cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì cảnh trong mộng cho đến việc biến hóa đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì cảnh trong mộng, tự tánh cảnh trong mộng là không, cho đến việc biến hóa, tự tánh việc biến hóa là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bố thí ba la mật đa không cho đến bát nhã ba la mật đa không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa không cho đến bát nhã ba la mật đa không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa không, tự tánh bố thí ba la mật đa không là không, cho đến bát nhã ba la mật đa không, tự tánh bát nhã ba la mật đa không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp nội không, tự tánh pháp nội không là không, cho đến pháp vô tính tự tính không, tự tánh pháp vô tính tự tính không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn thánh đế khổ tập diệt đạo không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo không, tự tánh thánh đế khổ tập diệt đạo không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn niệm trụ không cho đến tám chi thánh đạo không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ không cho đến tám chi thánh đạo không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao?
Vì bốn niệm trụ không, tự tánh bốn niệm trụ không là không, cho đến tám chi thánh đạo không, tự tánh tám chi thánh đạo không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn tịnh lự không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn tịnh lự không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bốn tịnh lự không, tự tánh bốn tịnh lự không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn vô lượng không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn vô lượng không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bốn vô lượng không, tự tánh bốn vô lượng không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn định vô sắc không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn định vô sắc không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bốn định vô sắc không, tự tánh bốn định vô sắc không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không cũng có xuất có trụ. Vì sao?